Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Mình là Đỗ Thị Nhị Yến, sinh viên khóa 1 lớp Lucky của trường Đại học EDX. Xin chào các bạn, hôm nay đã đến video clip của mình. Thì hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một phần trong Word nữa. Đầu tiên, một số phần trong Word. Đầu tiên thì đó chính là cách mà tách hiểu trong một đoạn văn bản, thì cách mà chúng ta giãn dòng. Thì khi mà chúng ta mở Word lên thì chúng ta sẽ vào Page Layout, sau đó chúng ta vào phần nhỏ ở bên dưới Spacing. Rồi, bình thường thì mọi người có thể để 6. Bình thường Before và After thì mọi người sẽ để 6. Và As thì mọi người sẽ để 1/3. Thì đó là cái kích cỡ mà nó đẹp nhất. Nhưng mà nếu mà mình kẻ bảng, mình kẻ ô hay kẻ bảng như phần họ tên bên dưới này của mình, thì mình hay để là 0 để cho cái ô của nó được nhỏ. Chứ còn nếu mà để là 6 thì ô nó hơi to và sẽ chiếm bài của mình. Nên là mình sẽ để là 0. Thì chúng ta sẽ tùy vào bài viết mà chúng ta chọn kích cỡ của Before và After. Tiếp theo thì đó, chúng ta sẽ có thêm một dấu nhỏ bên cạnh, thì chúng ta sẽ ấn vào. Thì đây là một cách đạt chuẩn, thì thường thường mình sẽ để 2, 2, 2, 3 để cho bài viết được. Đây là cái tiêu chuẩn của trong đây là cái tiêu chuẩn được đã được Đây là cái tiêu chuẩn mà mọi người đã đề ra, thì chúng ta sẽ để 2, 2, 2, 3. Và để kích cỡ giấy dọc hay là giấy ngang thì tùy mọi người. Đây là cái lề đẹp nhất cho mỗi cái bài viết. Và sau đó chúng ta sẽ chọn size, thì size thì tùy vào mọi người. Thì thường mình sẽ chọn A4 để chọn giấy A4 để viết bài. Tiếp theo thì sau khi mà bình thường nếu mà mọi người trong một văn bản mọi người thường chỉnh sửa kiểu chữ, thì chúng ta thường ấn vào chỗ dấu nhỏ này để thay đổi, đúng không? Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta không thay đổi được thì chúng ta vẫn còn một cách khác, đó chính là chúng ta sẽ ấn vào đây và chọn Grep Style. Đây, chúng ta sẽ vào Design, sau đó chúng ta ấn vào Form. Rồi, chúng ta ấn vào Custom Style From. Rồi chúng ta ấn vào đây, chọn chữ nào mà chúng ta mong muốn. Sau đó chúng ta tích vào, mình thì chọn Times New Roman. Times New Roman để cho cỡ chữ nó đẹp nhất. Mỗi người thì sẽ có một cỡ chữ đẹp khác nhau. Mình thì sẽ chọn là Times New Roman vì chữ nó đẹp, dễ viết, nhìn bài cũng sạch sẽ nữa. Ok. Rồi, đây là vừa rồi đó chính là những phần mà mình muốn giới thiệu cho các bạn trong phần video clip vừa rồi. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip sắp tới.